Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Clip này mình muốn chia sẻ cho các bạn một mẫu thiết kế biệt thự 3 tầng đẹp lộng lẫy sang trọng, hiện đại, có một không gian thoáng mát và gia chủ đã đầu tư ba mặt của biệt thự trang trí rất đẹp, vừa mang phong cách hiện đại sang trọng nhưng vẫn có những điểm nhấn với phần mái mang phong cách của Á Đông. Hơn thế nữa, nó mang lại không gian thoáng đãng, chống nóng tốt cho công trình kiến trúc và phù hợp với khí hậu của Việt Nam. Mời các bạn lại gần biệt thự và chúng ta cảm nhận không gian xung quanh. Chủ nhân đã xây được tường rào ở bốn hướng. Trái nhà, phía trước biệt thự, gia chủ đã sử dụng các bồn cây để trồng cây bóng mát, cây hoa và rau xanh, tạo môi trường cảnh quan gần gũi với thiên nhiên. Biệt thự sử dụng tông màu tương phản, màu trắng, màu ghi, tạo sự khỏe khoắn, hiện đại. Phía dưới các trụ chịu lực có hình dáng vuông vắn khỏe khoắn, thấp. Biệt thự có sử dụng các màu đậm như màu ghi, màu đen. Điều này giúp cho biệt thự luôn sạch sẽ dù trời mưa lâu ngày. Mặt tiền của biệt thự được gia chủ sử dụng bồn cây to, trồng nhiều cây bóng mát, tạo cảnh quan đẹp khi từ trong nhà quan sát ra. Bạn cùng cảm nhận vẻ đẹp mặt phía bên trong của biệt thự. Một màu tươi sáng trẻ trung nổi bật lên là màu nâu của gạch ốp. Phía trước gia chủ đã thiết kế ban công khá rộng. Trong mình là một phong cách hiện đại, trẻ trung, khá phù hợp với lối sống hiện đại của các bạn trẻ hiện nay. Với kiến trúc đơn giản nhưng vẫn rất sang trọng, ngôi biệt thự đã thỏa mãn được thị hiếu của nhiều gia đình, còn mang đến một không gian sống tiện nghi, khá thoải mái, lại gần gũi với thiên nhiên cho mỗi thành viên. Cửa kính, lan can kim loại được gia chủ bố trí khoa học, dày đặc, tạo nên một không gian thoáng đãng, tạo tầm view đẹp khi chúng ta nhìn ra không gian ở sân vườn. Ngoài ra, ngôi biệt thự còn trở nên lung linh, rực rỡ hơn trong ánh đèn điện vào buổi tối. Có không gian mở, gần gũi với thiên nhiên ở các vị trí khác nhau
biệt thự đều nhận được ánh sáng tối đa trong thiên nhiên. Đặc biệt, trong mọi góc nhìn đều có màu xanh của cây cối và các tiểu cảnh, tạo cảm giác cho mọi người trong gia đình như là ngôi nhà màu xanh, một chốn mong về sau mỗi ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi. Các bạn ngắm góc chính diện của biệt thự với kiến trúc hiện đại đơn giản. Biệt thự 3 tầng là sự kết hợp các hình khối đua ra thụt vào một cách khoa học, mang tính chất thẩm mỹ, tạo nên một không gian ngoại thất độc đáo và sáng tạo. Với sự kết hợp của ba màu sắc chủ đạo hiện đại như màu trắng, xám và nâu cũng góp phần cho việc gia tăng nét thẩm mỹ độc đáo của công trình biệt thự 3 tầng này. Một gam màu được nhiều biệt thự sử dụng. Nếu không sử dụng màu nâu mà chỉ có màu trắng và xám sẽ không tạo cảm giác ấm áp. Khi kết hợp với các viên gạch ốp có màu nâu tạo cho không gian biệt thự một cảm giác ấm áp, gần gũi. Cộng với sân vườn của biệt thự cũng được ốp bằng gạch màu nâu tươi các bạn ơi. Đấy, màu nâu có sắc đỏ tươi cũng làm cho ngôi biệt thự ấm áp hơn, một hòa sắc đẹp. Mình sẽ đi vòng quanh ngôi biệt thự để các bạn cùng cảm nhận hết vẻ đẹp ngoại thất và nội thất của công trình. Với kiến trúc các tầng không hoàn toàn giống nhau nhưng vẫn có sự tương đồng, đã tạo nên một diện mạo đặc biệt cho biệt thự. Hệ thống gạch ốp ở tầng 1 ngoài việc tạo nên nét sang trọng cho biệt thự còn có tác dụng là bảo vệ biệt thự với điều kiện xấu của thời tiết.
diện tích sàn của biệt thự là 300 m². Diện tích sàn ở đây là những không gian có thể sử dụng như tầng 1, tầng 2, tầng 3, hành lang, ban công, các phòng chức năng. Tầng 1 có diện tích sàn hơn 100 m² các bạn ơi. Tầng 2, tầng 3 nhỏ dần đi. Điều này tạo cho ngôi nhà có một hình dạng vững chắc từ dưới lên trên. Ở phía dưới thường to, tạo dáng đứng vững chắc và vẻ đẹp sang trọng lịch lãm cho ngôi nhà, với kiến trúc dạng hình chữ L giúp ngôi biệt thự có một khoảng không gian sân vườn khá rộng để phục vụ việc để xe ô tô và các phương tiện sinh hoạt cho gia đình. Ngoài những ngoại thất nổi bật ra, nội thất bên trong của biệt thự cũng rất ấn tượng. Các bạn đang chiêm ngưỡng không gian nội thất trong phòng khách, được sử dụng màu trắng kết hợp với màu vân đá của nền nhà và các mảng tường, giúp cho biệt thự có màu sắc trẻ trung tươi sáng, tạo không gian rộng rãi các bạn ơi. Ấy, trong nhà chúng ta nên sử dụng những cái màu sáng một chút, cảm giác không gian như được đẩy xa hơn. Trần nhà được sử dụng là trần thạch cao các bạn ơi, với nhiều công năng khác nhau như khả năng cách âm, chống nóng, chống cháy và chống ẩm tốt. Trần thạch cao hiện tại đang được nhiều hộ gia đình sử dụng. Trần thạch cao còn đảm bảo được tính thẩm mỹ. Hệ thống cánh cửa trong biệt thự gồm cửa gỗ lim và cửa nhôm kính các bạn ơi. Cầu thang trong biệt thự làm bằng gỗ lim với những hình khối đơn giản, mềm mại. Một màu nâu mộc mạc giản dị nổi bật lên trên màu trắng. Sự tương phản mạnh mẽ trong màu sắc giúp cho ngôi nhà có một điểm nhấn đẹp mắt. Biệt thự được xây dựng với những hình khối đơn giản, giúp cho gia chủ tiết kiệm được kinh phí xây dựng. Công năng sử dụng của tầng 1 gồm phòng khách, phòng bếp, phòng ăn, phòng ngủ khép kín và một phòng vệ sinh chung cho mọi người. Tầng 2 là khu vực nghỉ ngơi chính của gia đình, tập trung các phòng ngủ khép kín, phòng hát, ban công, hành lang. Tầng 3 trong biệt thự gồm phòng thờ, phòng phơi đồ, các phòng chức năng được sử dụng khi gia đình có nhu cầu. 5 phòng ngủ khép kín với 5 khu vệ sinh. Một khu vệ sinh ở dưới tầng 1 dành chung cho mọi người.
mời các bạn thưởng thức không gian nội thất trong phòng ngủ của biệt thự. Gia chủ đã sử dụng nhiều cửa kính to để lấy ánh sáng tự nhiên. Những khu vực ban công khá rộng, giúp cho các thành viên trong gia đình có một không gian nghỉ ngơi thư giãn, gần gũi thiên nhiên một cách thoải mái. Các phòng ngủ gia chủ sử dụng màu sắc dịu êm, tạo cảm giác thư giãn, dịu mát. Phòng ngủ có nhà vệ sinh kết hợp với phòng tắm các bạn ơi. Việc xây dựng nhà tắm và nhà vệ sinh kết hợp ngăn cách bởi kính tạo được sự thuận tiện trong sinh hoạt và tiết kiệm không gian. Các bạn đã được tham quan trải nghiệm tìm hiểu một mẫu thiết kế biệt thự hiện đại đẹp, có không gian thoáng mát, nhiều ánh sáng, đang trong quá trình hoàn thiện. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi clip video của mình. Chúc các bạn sức khỏe hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.